shop mvchannel.net, shop bán ngạc liên quân refi giá rẻ của thầy Hero Drive. Tham gia ngay vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được 9.999 viên kim cương. Nhanh tay đến với shop mvchannel.net nha mấy em. Trước khi bắt đầu video này, mọi người nhớ nhấn like để video này được 15.000 like ủng hộ cho thầy trò mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Không biết bữa nay tại sao mà nước lại ngập đến vậy luôn á trời. Dính rồi. Ra là mày, hồi nãy giờ mày bơi mày ghé cái chân của tao. Dính rồi mày ơi. Công nhận là nước ngập xứng thiệt á, vừa học vừa câu cá được luôn á tụi bay ơi. Đúng là thật là tiện lợi quá đi. Trời mày nói vậy, ngập một chút á thì vui mà ngập nhiều quá thì hết vui nha mày. Nước ngập kiểu này á, mày đang ngủ tự nhiên cá sấu nó chui vô trong mùng của mày á, mày cảm nhận thế nào? Hôm qua mới mua con Lamborghini xong nước ngập quá tôi để nó nhà luôn rồi. Nhà đây là biệt thự chắc không bị ngập đâu ha tụi bay. Ừ đúng rồi, nhà thầy mà ngập chắc nhà ta chỉ còn có cái nóc thôi à. Bữa nào tụi mình qua nhà thầy chơi ha tụi bay. Lâu rồi tôi chưa qua nhà thầy luôn á. Thầy thèm ngồi xuống hồi thầy văng xuống dưới cá nó ghẻ chiến cúc thầy á. Trời ơi thầy đại ca sớm này mà. Ủa thầy vô tới rồi bay ơi, thầy vô tới kìa. Ủa sao bữa nay em thầy ghê này luôn rồi cơ vậy. Ôi hello mấy đứa nha, mấy đứa chờ thầy có lâu không? Trời ơi, bay lên. Hãy alo. Ui da, trời ơi, thầy tưởng đó là thầy bay qua được. Ai ngờ nó dướng cái chân là té muốn sắp mặt đường ra luôn. Mấy em còn cười thầy nữa. Nhưng mà xin lỗi mấy đứa nha, hôm nay thầy tới muộn. Tại vì nước ngập quá thầy không đi được. Phải nhờ thằng Ma Xương Trắng rước thầy đó. Nước ngập mấy con cá thầy nuôi nó đi du lịch hết trơn luôn. Thầy em thấy nước ngập vui mà thầy, nước ngập mình vừa học nè. Mình vừa được dọc nước, mình vừa được câu cá nữa. Vui muốn chết luôn á thầy. Em thấy đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị và tuyệt vời luôn á thầy. Chúng ta phải nên tận hưởng nó đúng không thầy? Tao không có thích cái điều này. Chắc tao phải nghỉ học hết cái mùa nước này tao mới đi học lại mày ơi. Ngồi vậy không dễ chịu chút nào hết trơn á. Thầy nói cho mấy đứa nghe nè, ở chỗ chúng ta thì lâu lâu nước nó mới ngập lên một lần. Chúng ta thấy vui, chúng ta thấy thú vị. Nhưng mà có một nơi ở Việt Nam chúng ta, mỗi khi đến mùa nước về á, mọi người cảm thấy rất là sợ nó luôn á. Đó là miền Trung. Các em có biết miền Trung không? Để cho mấy em dễ hình dung, mấy em dễ biết, thầy sẽ cho mấy em xem cái này. Các em nhìn trên này nè, lũ về á, nước nó ngập lên tận cái nóc nhà luôn đó mấy em. Người dân người ta phải lên nóc nhà người ta sống. Không có nước để sinh hoạt nè, không có điện để sử dụng nè, và không có lương thực để ăn nữa. Thấy mình còn may mắn hơn rất là nhiều người luôn á tụi bay. Ước gì bây giờ có sức mạnh ha, mình sẽ giúp đỡ hết tất cả mọi người ở ngoài đó. Thầy ơi, mình có cách nào mình giúp mọi người ở ngoài đó không thầy? Trời ơi, ở trên nóc nhà vậy á, người lấy gì ăn, lấy gì sống thầy? Em nhịn đói 5 phút đó chịu không nổi rồi. Bây giờ ở trên nóc nhà vậy á, không có lương thực rồi sao sống thầy? Thầy, em yên tâm đi. Cả Việt Nam chúng ta đang hướng về miền Trung. Mỗi người đóng góp một ít để mua lương thực tiếp tế cho người dân ở đây. Nói chung là người dân ở đây rất là khổ và khó khăn luôn á. Họ rất là đáng thương. Người nào có ít thì cho ít, người nào có nhiều thì cho nhiều, người nào không ra tiền thì góp công góp sức vô để giúp đỡ cho đồng bào của chúng ta trong lúc khó khăn như thế này. Thầy ơi, em cũng muốn giúp đỡ những người ở ngoài đó nữa thầy. Nhưng mà mình ở đây rồi sao ra ngoài đó giúp được thầy? Không lẽ mình chạy xe ra ngoài đó mình giúp rồi mình chạy về hả thầy? Thấy họ tội nghiệp quá thầy ơi. Hay là chúng ta giúp đỡ họ đi thầy. Nếu em muốn giúp đỡ thì cũng không cần phải ra tới ngoài đó đâu. Em có thể gửi tiền của mình vào trong các tổ chức, các cá nhân đang đi giúp đỡ miền Trung, để họ có tiền để mua lương thực cho mọi người ở ngoài đó. Có ít thì chúng ta sẽ giúp ít, có nhiều thì chúng ta sẽ giúp nhiều. Quan trọng là từ tấm lòng của chúng ta thôi. Vậy các em có muốn giúp đỡ những người ở ngoài đó không? Dạ muốn. Khôn máu luôn thầy ơi. Dạ muốn. Em có tiền nè. Được, nếu như mấy em đã muốn giúp đỡ người dân ở ngoài đó thì thầy sẽ làm cùng với các em. Mỗi đứa 50k được không? Được thầy ơi. Được. Rồi nếu như vậy thì lớp chúng ta 8 người sẽ được 400k và thầy sẽ bù thêm 50k, ủa lộn 100k nữa để được 500k gửi cho cô Tiên nha mấy đứa. Thầy sẽ gửi số tiền đó đi trước, rồi sau đó đứa nào không trả thầy hợp phụ huynh thầy sẽ mét gán chịu. Thầy nói đùa thôi, có tấm lòng là được rồi. Và đây là số tiền thầy đã gửi cho ca sĩ Thủy Tiên để ủng hộ đồng bào miền Trung của chúng ta. Tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của thầy và cả lớp. Mong đồng bào miền Trung của chúng ta sẽ sớm vượt qua được khó khăn này. Miền Trung cố lên. Thầy lừa tụi em đúng không? Thầy nói cho tụi em đi Ferrari mui trần mà sao giờ đi xe này nắng muốn chết vậy thầy ơi? Thầy có lừa em đâu, đây là Ferrari mui trần, em còn đội gì nữa? Trời ơi, mui trần nè, còn con Ferrari là nó trước mặt em đó, em đội gì nữa? Trời ơi, vậy thì nói xe ngựa lại đi, đi Ferrari mui trần làm em đỡ chết luôn. Em tưởng đâu thầy mua siêu xe chứ. Không sao, đi con này bảo vệ môi trường, mà con cái là nó ẻ nhiều quá thầy ơi. Đứa thì bắt được em, đứa thì bắt được em. Ui, bể chứ cúc rồi. Đáng đời đi bình thường đâu.
bị gì đâu. Đúng như vậy. Dạy hả? Dạy xui thôi, vô tiệm mì thôi mọi người. Chú ơi, hôm nay con muốn đến đây để mua mì và nước giúp đỡ người dân ở miền Trung á chú. Người ta ở ngoài đó bị ngập lụt nên phải lên nóc nhà ở, không có lương thực gì hết trơn á. Giờ tụi con phải mua lương thực ra ngoài tiếp tế cho người dân ở ngoài đó chú. Tốt bụng quá ha, tốt bụng quá ha. Giờ con muốn mua cái loại mì như thế nào để chú biết là tư vấn cho con cái loại mì với nước nè. Con muốn mua loại mắc, loại thường hay là loại rẻ? Dạ tất nhiên là con chọn cái loại mắc nhất rồi. Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là thầy con trả chứ không phải con. À, đúng không? Người ta nói là giúp phải giúp cho tới. Con phải mua cái loại mắc tiền chứ loại rẻ đâu có được. Ê thầy không phải là tỷ phú đâu nha, thầy cũng chỉ có một ít tiền thôi đó. Thầy nghĩ là chúng ta nên chọn cái loại vừa vừa thôi chứ mắc tiền quá thầy không có tiền trả đâu. Thầy giúp là thầy phải giúp cho tới đúng không? Thầy không có tiền thì thầy cứ ghi sổ, mới mốt thầy có tiền rồi thầy trả. Lương thực mình giúp đỡ phải có chất dinh dưỡng ở trong chứ không có gì ăn người sao họ sống nổi, thầy hiểu không? À thôi được rồi, lấy cho tôi cái loại nào mà tốt nhất ở trong cái tiệm này đi, khoảng 400 phần trở lại. Tiền bạc không thành vấn đề, giúp người là trên hết. Ghi sổ mai mốt lãnh lương tôi trả cho. À 400 phần bao gồm mì và nước, tổng số tiền của thầy là 36.000 đô. Nếu thầy tự vận chuyển ra ngoài thì chúng tôi sẽ không lấy phí thêm nữa. Uầy, tới 36.000 đô sao? Trời ơi, bây giờ tôi chỉ có nhiêu đây thôi, anh nhận trước giùm tôi nha, xíu nữa tôi sẽ quay trở lại đưa anh thêm tiền. Chứ số tiền lớn như vậy thì không thể nào ghi sổ được đâu. Đây là 6.000 đô anh cầm trước nha, 5 phút sau tôi sẽ đưa đủ cho anh. Được rồi, không sao đâu thầy, thầy cứ vận chuyển ra ngoài trước đi. Đúng là lòng tốt của thầy thật là cao cả đó. Chúng tôi sẽ tặng thêm cho thầy 50 phần nữa để giúp người dân ở ngoài đó. Có bao nhiêu chúng tôi sẽ giúp bao nhiêu. Hay quá, tấm lòng của anh tôi sẽ nói cho mọi người biết. Còn bây giờ tôi sẽ đi về nhà lấy tiền đây, anh đợi tôi xíu nha. Nếu không thấy tôi quay lại thì cứ bắt mấy đứa này ở đây rửa chén là được rồi. Tôi về đây, tạm biệt. Tôi sẽ quay trở lại ngay đây. Thầy đâu rồi? Tôi chết liền luôn á. Có khi nào thầy bỏ trốn bỏ lại tụi mình ở đây rửa chén không mày? Tao nghĩ là không có vụ đó đâu, yên tâm đi. Uầy, tôi đã quay trở lại rồi đây. Và đây là 30.000 đô. Tổng cộng là 36.000 đô đủ rồi nha. Các anh có cần đếm lại không? Tôi sẽ đếm cho mấy anh. Thôi được rồi thầy ơi, được rồi thầy ơi. Bây giờ ông ta vận chuyển lương thực ra ngoài nha. Đây là số lương thực và số phần đã được chia ra sẵn rồi nè thầy. Đây mọi người ơi, đây là lương thực của chúng ta. Chắc là các học trò của thầy vận chuyển lương thực nên ra ngoài đúng không thầy? Dạ đúng rồi. Wow, hơi bị nhiều luôn đó nha. Trời, làm anh em bao nhiêu lâu. Hôm nay tôi tin tưởng để cho mày đem hết tất cả số này ra ngoài xe đó mà xương trắng. Hả? Cái gì? Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Mày có thấy ai bị đá vô trứng cút chết chưa? Không như mày ở dưới quê tao đầy như mày. Nó chơi chứ tao với mày cùng khiêng ra ngoài. Chứ anh em đâu để mày khiêng mình được. Tao khiêng một thùng còn nhiêu mày khiêng hết. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Bỏ nghe mày. Trời, công nhận là cái thùng mì này nó nhẹ thiệt. Mình tưởng đâu nó nặng, ai ngờ đâu nó nhẹ tưng luôn. Hồi đó nhà chuyên ăn cắp mì để ăn sống luôn, anh em nào giống mình không? Thầy còn hơn thùng này để đâu thầy? Em thấy hết chỗ để rồi, kia là em đem về nhà em ăn nha thầy. Nói chứ đi giúp đỡ mọi người. Ủa xe đầy rồi hả? Vậy em cầm ở phía sau nha. Rồi em đi bộ theo thầy, cũng gần lắm, chỉ có mấy trăm km thôi. Lên đường thôi Ferrari ơi. Miền Trung thẳng tiến mấy đứa ơi. Không sao, để giúp đỡ mọi người mình sẽ làm tất cả. Đợi em nhớ thầy ơi, đợi em nhớ thì đi nhanh quá em ở nhà luôn á. Thầy ơi, đợi em nhớ. Đợi tao giúp mọi người mình chạy dữ em buông tay chạy dữ em giúp ơi. Đợi tao. Trời ơi, mày đi gì mà nhắc dữ thần vậy? Thầy ơi, tới chưa thầy, sao lâu quá vậy, đi mấy ngày mấy đêm mà thầy. Em ngồi muốn gãy cái lưng luôn rồi đó. Thầy không ghé khách sạn 5 sao cho em ngủ gì hết trơn à. Trời ơi, đi cứu trợ miền Trung mà mày làm như đi du lịch cái gì mà ghé khách sạn 5 sao cho mày ngủ. Chúng ta phải tranh thủ ra đây để giúp người dân ở ngoài này. Mình chậm một phút là người ta đói một phút đó. Nước lũ nó còn cao quá trời luôn mấy em thấy không. Chúng ta đang chạy trên ngọn cây luôn á. Thường ngày đây là cái đường để người dân đi lại, còn bây giờ nó ngập thành cái biển luôn rồi. Ủa thầy, thằng biết mẹ nhìn ba chân trắng nó chạy chiếc kia đâu mất tiêu rồi thầy. Có khi nào là hai đứa nó lấy chiếc thào nó bán rồi nó kiếm tiền lập game không mày? Trời ơi thầy ơi, nó chạy bốc đầu luôn rồi thầy ơi, tụi nó nguy hiểm quá à. Trời, em thấy tinh thần của tụi nó chưa? Bây giờ mà tụi nó còn sung như vậy á, chúng ta mau đuổi theo tụi nó để giúp người dân càng nhanh càng tốt.
Trời, không ai đợi mình luôn á mày. Thì không ai đợi thì mày bơi nhanh nhanh lên, mày bơi chậm mày cũng than gì nữa. Đúng là nô tài vô dụng à. Nhanh lên bơi lẹ lên, tao cho gói mì ăn nè. Đây chú ơi, tụi con tặng chú thùng mì nè. Tuy nó không có nhiều nhưng mà giúp gia đình chúng ta chống đói được dài hơn. Cảm ơn các cháu nhiều nha. Tại hôm qua nay chú không có gì ăn hết á. Bây giờ được thùng mì chú vui lắm. Thật là cảm ơn mấy đứa nha. Chúc cho mấy đứa có thật là nhiều sức khỏe nha. Trời ơi, có thùng mì này là đỡ đói được vài hôm rồi. Trời ơi, chú ơi, đây còn nước nữa nè. Đó. Chú cảm ơn mấy đứa nhiều nha. Chúc các cháu đi cẩn thận nha. Dạ, chúc chú thật nhiều sức khỏe và mau ổn định lại cuộc sống của mình nha. Tạm biệt chú, tới luôn anh ơi. Ok em ơi, tới thôi. Đúng là có đi tới nơi mới biết là người dân ở vùng lũ này cực khổ khó khăn thì cái thầy. Không những mà bị nước lũ ngập như vậy mà còn mưa nữa chứ. Chuẩn bị có bão tới nữa thầy ơi. Trời, thầy nhìn phía trước kìa. Gia súc vật nuôi gì cũng chết hết luôn. Đúng là không có cách nào để cứu nó được nữa luôn á thầy. Nó thật là tội nghiệp và đáng thương. Ước gì em có sức mạnh. Cần gì có sức mạnh, em có sức khỏe là được rồi. Chúng ta bây giờ đi giúp người dân để vượt qua cơn khó khăn này là em đã làm được việc tốt rồi đó. Sự khác biệt là con người chúng ta có sự đoàn kết. Người ta nói đoàn kết là sức mạnh mà. Dạ. Trời ơi, Enderman ơi, mày thay ca đi, tao chèo 3 ngày 3 đêm, tao mệt lắm rồi đó. Gán chèo đi, tao cho mày gói mì. Ê, mày nhìn kìa, mày nhìn kìa. Ý là mày nói cái người đang ngồi trên nóc nhà đó hả? Ờ, đúng rồi, mày nhìn kìa, tội nghiệp quá trời luôn á. Ờ, thì mau giúp người ta đi, còn ngồi đó nữa mày. À, từ từ để tao coi. Ê, nhưng mà bây giờ cao quá sao lên được. Ủa rồi dịch chuyển rồi tóc biến của mày đâu? Không lẽ mày để dành đi cua gái cái gì mà không đem ra sử dụng đi mày? À mày nói tao mới nhớ, nhưng mà bây giờ chỉ có mì thôi chưa có nước. Trời đất mẹ ơi, mày còn vấn đề gì nữa không? Mày nói luôn đi. Bây giờ đi kiếm thầy lấy nước đi. Ờ vậy phải chờ tao một xíu nha, tao dịch chuyển đi kiếm nước. Hello mấy cưng, xin xin chai nước nha, cảm ơn rất nhiều. Trời, chuyện gì mới vừa xảy ra vậy mày? Đây bây giờ tao đã có đầy đủ mì và nước rồi đây, tao đi giúp người đây. Đợi mày mà tới giúp chứ người ta đói chết luôn rồi đó. Ơi, cuối cùng cũng đã có mì để ăn, đã có nước để uống rồi. Cảm ơn trường của con nha. Dạ, chú cứ nhận đi, chúc chú có nhiều sức khỏe và sớm vượt qua khó khăn nha. Cảm ơn con rất là nhiều nha. Dạ không có gì đâu, chú cố gắng vượt qua khó khăn nha. Biết rồi cháu ơi, nhiều chuyện quá, bơi đi cháu ơi. Ok chú luôn, ok chú luôn. Chắc là mấy ngày hôm nay chú chưa ăn gì đúng không? Đúng như vậy, cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ. Được cái thùng mì này cũng cứu sống được gia đình mình được mấy hôm. Từ từ chú ơi, còn nước nữa là chú lấy nước để uống nè. Chứ mà bây giờ kiếm nước sạch để uống để sinh hoạt khó lắm. Chú cứ lấy nước này để sử dụng đi. Tuy nó không nhiều nhưng đó là tấm lòng của trường tụi con từ miền Tây ra đây đó. À, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn thầy rất là nhiều nha. Tấm lòng này tôi sẽ ghi nhớ. Cố lên nha chú không có cô đơn đâu. Cả nước đang hướng về nơi chú này. Chú cảm ơn nha. Tới luôn thầy ơi. Ok. Chú ơi, tụi con tới đây để giúp đỡ gia đình mình nè chú ơi. Tụi con cho chú thùng mì và chai nước. À, chú cảm ơn tất cả các con rất là nhiều nha. Trời ơi, hôm qua nay chú chưa ăn gì hết. Chú cảm ơn rất là nhiều nha. Chúc cho con có nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn chú. Chú cố gắng để vượt qua khó khăn này nha chú. Cứu trợ tới đây, em đem mì và nước cho gia đình của mình anh ơi. Anh nhận nha. Trời ơi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Hôm qua nay anh em của anh rất là đói luôn, không có gì để ăn luôn. Anh yên tâm đi, có tụi em ở đây rồi, sẽ không ai bị đói đâu. Dạ, hôm nay con đem mì tôm và nước đến cho gia đình của mình đây. Tuy không có nhiều nhưng tụi con có bao nhiêu thì sẽ giúp bấy nhiêu. Mọi người yên tâm nha, mọi thứ sẽ sớm ổn định lại thôi. Cảm ơn con và tất cả các bạn và thầy của con nha. Lần này là vất vả cho tất cả mọi người rồi. Dạ không có gì đâu, nhận cho con vui. Ơi, chú cảm ơn con rất là nhiều nha. Đúng là người xưa có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no. Dạ không có gì đâu, mọi người cố gắng đi vượt qua khó khăn này nha. Chúng ta sống chung một đất nước phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ. Chú ơi, hôm nay con đem mì và nước để giúp đỡ gia đình của mình đây. Mà chú có thể nào lấy cái thùng mì này xuống giùm con không? Chứ con muốn gãy cổ rồi. Cảm ơn con nha, cảm ơn thầy con và tất cả các bạn đã đến đây nha. Chúc cho mọi người có thật là nhiều sức khỏe. Hay da, cuối cùng cũng đã phân phát được lương thực và nước uống cho tất cả mọi người ở đây rồi. Làm cho thầy cảm thấy cuộc sống này rất là vui và ý nghĩa. Còn mấy đứa thấy sao? Có thấy vui hay là thấy gì không? Dạ, em thấy đầu tiên là em thấy mệt á thầy, nhưng mà vui lắm thầy. Lúc mà mọi người á nhận được nước và mì tôm á, người ta cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Em cũng vậy mà hạnh phúc và vui lây luôn. Chạy đâu mà chạy dữ vậy trời, chạy muốn lật thuyền mà luôn vậy. Trời ơi, mày mệt chết bà luôn. Lên, trời nô tài này kia, đợi. Trời, tụi này nó bị ngáo gì vậy thầy, nó chạy vòng vòng nó không biết mệt đúng không thầy? Đúng là tinh thần của tụi nó mãnh liệt thiệt. Bây giờ em chịu hết nổi luôn rồi, bây giờ em nằm đây. Ủa thầy ơi, còn thùng mì với chai nước nè thầy, sao thầy không cho luôn đi?
Trời, nhớ bữa đó ngầu thiệt mày. Trời ơi, nghĩ sao mà tao lội xuống dưới nước mà tao bơi mấy vòng ở dưới mà tao không sợ nước luôn. Rồi đến khi tao bơi lên bờ tao mới nhận ra là ô mất cái quần. Về mẹ tao chửi tao quá trời luôn, nhưng mà không sao, giúp đỡ mọi người là chính mà. Đúng là một kỷ niệm đáng nhớ. Tụi bay có kỷ niệm gì không kể nghe chơi vậy? Tao cho chú kia thùng mì với chai nước. Ông hỏi trời sao ăn gì đẹp trai vậy con? Đẹp trai gì, có người yêu chưa? Hay là chú làm mai cho mấy đứa hot girl ở trong vùng? Tao mới nói là thôi con đẹp trai gì nè, con để cho con gái thèm chơi chứ con không thèm mê người ta đâu. Cái tao không biết sao ông chú đông ói quá trời luôn. Sau cái chuyến từ thiện này á thì tao thấy thầy ít về nhà lắm luôn á. Tối ngày thấy thầy ở trong trường này không à, với tan trường thầy cũng không về nhà nữa. Không biết tại sao nữa ha tụi bay. Khi thầy có chuyện mờ ám gì đó muốn giấu tụi mình đúng không? Phải điều tra cái vụ việc này mới được. Để tao điều tra cho tụi bay coi nè. Bây giờ mình cần một số tiền lớn để đi làm từ thiện giúp đỡ cho đồng bào ở miền Trung. Nhưng với đồng lương ít ỏi của mình thì biết chừng nào mới đủ tiền để giúp đỡ đây. Bây giờ mình phải bán căn nhà này đi thôi. Với một mình thì cũng không thể nào ở cái căn nhà to này hết được. Sau khi bán nó thì mình ở lại trong trường luôn. Hơi, đây là cái nhà có rất là nhiều kỷ niệm đẹp của mình luôn. Nhưng đã đến lúc mình phải chia tay với nó rồi. Thầy có chắc chắn là muốn bán ngôi nhà tâm huyết này của thầy không? Ở độ tuổi của thầy thì cần phải có một ngôi nhà để bảo vệ sức khỏe của thầy chứ. Thầy vẫn đồng ý bán chứ? Tất nhiên, tôi đã đồng ý bán thì tôi mới gọi ông đến đây. Để có thể giúp đỡ đồng bào ở miền Trung chúng ta đang gặp lũ lụt thì tôi có gì tôi sẽ giúp đỡ đó. Với lại tôi nghĩ một mình tôi không thể nào ở hết được cái căn nhà to vậy đâu. Bán để giúp đỡ mọi người. Trời, tấm lòng của thầy thật là cao cả. Bán luôn ngôi nhà yêu thương của mình để giúp đỡ mọi người. Được rồi, bây giờ tôi sẽ mua căn nhà này với giá cao hơn để mong giúp đỡ được thầy một phần nào đó. Coi như là giúp tôi ủng hộ bà con ở ngoài đó sớm vượt qua khó khăn này. Thầy cần cứ quay lại đây. Cảm ơn ông rất là nhiều nha. Khi nào cần tôi sẽ quay trở lại đây và tìm ông để mua lại căn nhà này. Còn bây giờ tôi phải đi giúp đỡ đồng bào ở miền Trung đây. Thay mặt cho mọi người cảm ơn ông rất là nhiều. Không có gì đâu, căn nhà này tôi sẽ để đây. Khi nào thầy cần thì cứ quay lại. Tôi biết rồi, bây giờ tôi đi đây. Rồi bây giờ tụi bay đã biết lý do tại sao chưa? Cũng đã từ lâu trong lòng không có ai. U mê càng sai, bông hồng gai xước tay. Trời ơi, công nhận là thầy mình có một tấm lòng rất là cao cả luôn á tụi bay. Bán luôn căn nhà của mình để có thể giúp đỡ người khác, trong khi mình phải chịu khó khăn cực khổ đến như vậy. Bây giờ chúng ta có cách nào để giúp thầy không tụi bay? Yên tâm đi, ngày mai thầy sẽ trúng số và ngôi nhà nó sẽ quay trở lại với thầy thôi. Vì tao là hacker mà.